Đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy. Ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa xua sai. Chào các bạn, mình là Xuân đến từ autopro.com.vn. Thì hôm nay thì mình mới gặp được mẫu xe Porsche 911 Turbo S đầu tiên tại Việt Nam. Xe mang trên mình là màu ngoại thất trắng muốt. Thì đây là mẫu xe phải gọi là khá ít ra đường tại Việt Nam. Phần đầu chủ xe cũng đã được dán đề can màu đỏ ở đây. Ở trên cái dòng Porsche 911 mới thì cái mẫu xe thường được trang bị bộ mâm khóa tâm. Đây các bạn đã thấy. Thì với bộ mâm này thì chỉ có một cái con ốc có sẵn thì mới mở được. Và thao tác mở nó cũng khá là nhanh so với cái mâm truyền thống. Đây là phần cánh gió của xe giúp nâng cao tính khí động học. Đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy. Ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa xua sai. All black và logo Gia Lai. Players, OG, money tall like Kobe. Jeff Lau là của Gucci, gối nằm là Versace. Bên ngoài